Alo, tôi cảm ơn bác nhé. Đây đang quay video mà lấy thì quay ra là chưa bấm nút quay nhá. Bóc giỏ được đôi 4 con rồi. 5 con thì em về rất nhiều nhá. Em mới lên tạm với 5 con để ra ngoài đây để lên cho các bác. Thì đây thì em quay lại cho các bác xem nhá. Đây. Đây là một con này. Này. Đấy, đây là một con hi nhá. Con được bắt hi nhá các bác này. Đây thành vách đây. Bóc hết được rồi. Đây là bẩn đi về bác vệ sinh nhá. Đấy. Hi này, này 5 tay quay các bác nhá. Rất là đẹp. Đây. Đây các nhá, mặt mũi này, Hitachi này. 5 tay quay các bác, đây nhá. À. Đây các bác nhìn xem, viền của nó này. Lồng phun lốc nhá, cực kỳ sáng nhá, 5 tay quay này. Đấy, 1 này. 2 này, 3 nhá. Đây, dây cấp dây ấy để đủ cá này. Thế buồn, quay xong rồi đến lúc thì nhìn ra là quang quay giờ thì nhìn ra là video chưa bật các nhá. Đây có bản lề cửa này. Cực kỳ đẹp nhá, rong trước rồi đây. Ok nhá, dưới 2 tay quay này. Đấy. Chắc con này thì các bác về chắc cắm điện các bác dùng luôn nhá. Đấy thì em bán các bác giá là 1,7 triệu là bao test nhá, không bao bảo hành. Cứ 1,7 triệu bao test ok cho các bác, tất cả mọi chức năng nhá. Đó. Một con này. Đây mặt đây. Con này khá ok, bác nào về cháu chỉ việc dùng thôi. Khay đũa này cực kỳ đẹp nhá. Đó, một con. Đây, tiếp theo con thứ hai nhá. Một con na các bác này. Một em na nhá, na chiu na này. Đây là cho bác nào ít người nhá. Đây. Ít người con này khá là đẹp quá nhá. Đây, thành vách đây. Đây bên đây nó mất ốc cửa bên đây nhá. Mất ốc cửa đây. Đấy, thành vách các bác này. Còn khá ok đó nhá. Đấy. Đây. Còn khá ok này. Mọi thứ chặt đây các bác. Con này lồng nước vỏ nước nó khá đẹp nhá. Đấy. Đây các bác này. Đấy, giòn nhất này, giòn nhất này nó bị là nó đây nó bẩn nhá, vệ sinh ra hết. Bên trong cực kỳ đẹp quá nhá. Đấy. Cực kỳ đẹp này. Đấy bác nào lấy con này nhá, tại vì cái này nó mất đi các bạn này, nó mất bên đây nhá. Thì em để bác con này với giá là 1,150 triệu nhá. 1,150 triệu bao chạy ok cho các bác luôn đấy. 1,150 triệu bao chạy ok nhá. Đấy, con thứ hai. Đây thành vách. Không biết rồi. Đây con thứ ba nhá. Em lấy con tô kính này. Con tính con này là 600D này. À cho bác 600D nhá. Con này siêu đẹp quá nhá. Đấy, con này nó siêu đẹp, các bác nhìn thành vách này. Đấy, thành vách nó rất đẹp quá nhá. Này. Này. Bao chạy ok thì các bác hết luôn đấy. Trắng bốp bộp luôn đấy. Con này trắng tinh nhá. Đấy. Đây ơi, thành vách này rất đẹp nhá. Đây cái này bẩn tí này. Này đi về có tí phải qua được nhá. Đấy, mặt mũi quanh nhìn không vết gì luôn này. Đấy, thằng này nó hay bị han nhưng mà con này về rất đẹp quá nhé. Đây, các bác bên trong này, lồng này. Sáng như là lâm tâm như vậy các nhé. Đấy, ròng này. Đấy, ròng này nhá. Đấy, ròng này, bà lẻ cửa này, cực kỳ ok các nhé. Đấy, ròng này. Đấy, ròng đây. Đây, ở đây có cái gì, tem gì đây. Tem này chắc là tem có cốc bát gì đấy. Đấy, hai khay đủ cá nhé, phay phụ có đủ hết các nhé. Đây, xúc cua đây, xúc cua đây. Đấy, xúc cua này rất đều nhá. Đấy. Bao chạy cái này còn sáng sáng nữa nhá. Đấy. Sáng đẹp. Bao giá chạy bao chạy ok nhá, 1,7 triệu các nhá. Bao chạy ok cho bác hết luôn. Đấy, bao chạy ok. Đấy, cứ test xong là gửi cho bác, không bảo hành nhá. Vì nó hàng xa bác là thích bảo hành thì bác cộng thêm ít chi phí nhá. Đấy, 1,7 triệu. 33 nhá. Giá bao chạy. Đây, tiếp theo con thứ tư đây. Bóc đấy con này này. Mở ra là biết nhớ là video chưa quay. Đó lại chưa bấm nút video nhá. Đấy, con này như con kia nhá. Đấy, bên trong con này. Con này sạch cực luôn này. Con này nó có nguyên đũa với nguyên cốc luôn này. Coi có cốc được. Cốc của chắc em xin cái cốc về làm cái cốc pha cà phê. Đây. Không mà nguyên cốc bên trong nhá. Đấy, cái bàn lề cửa nó khá ok nhá. Đấy, rất ok các bác nhá. Đấy, bác nói con này để bác giá là 1,250 triệu nhá. Tại vì con này nó đủ ốp này. Con kia nó mất ốp thì mất đi 100.000 các nhá. Khá ok nhá. Đấy. Đấy cho bác nào gia đình ít người, nói chung là những cái bát này các bác thử ở bền tí tã luôn nhá. Các bác cũng khá đẹp. Đấy. Tiếp theo con cái cùng nhá. Con cùng đây. Cùng các bác nhá. Đây để anh cắt. Thật sự là buồn. Quay video thế đến lúc gì nữa vậy. Được rồi, mất công một tí được các bác nhá. Đấy. Đến cho các bác xem thực tế con này S5 hay S6. S6 thôi. Đây có S6 này, cái dòng này có 3 tay quay này. Anh có làm con này này. Đây em nhá, để đắp bóc thực tế trên live trên quả trên đấy có bắt luôn đấy, chứ không có giống. Xấu đẹp như nào thì xấu bán nó xấu nhá, đẹp bán nó đẹp nhá. Tóm lại em cứ bao chạy ok cho bác hết. Mấy thằng nó bắt nó rất lành luôn nhá. Những thằng có nó lại lành. Đây. Ui, con này bạn lại bao đẹp rồi. S5. 56. 56.
6 này, mặt kia 6 này. Đâu, đây các bác nhá. Đây, mở bác xem. Nào. Nào. Cắt đấy, không dính bắn này. Đây mà dính một lớp dính này. Này. Đấy. Đây các bác chạy đi nhá các bác nhá. Chạy này các bác thích em thay các bác này. Còn để nguyên bắn được chứ. Đặt phết này đầy đủ hay không này. Đấy, dòng ba tay quay nhá. Đây, ba tay quay của thằng National dòng này. Dòng hóa rất là chuộng các bác nhá. Đây. Ôi. Có cái này đó, có cái này về nhổ râu. À nhá. Đây các nhá, đấy nguyên nhá, bác nào cần em tặng các bác này. Ba tay quay các bác nhá. Đấy, dòng này bác lấy, bác nào lấy để bác 2 triệu báo test ok. Đấy, không bảo hành. Đấy, dòng con này. Cái 6 đấy các nhá, không phải đây, không phải dạng vừa đâu các nhá. Dòng ok các nhá. Đây. Bạn này cỡ này kia còn nó khá đẹp các nhá. Em chào các bác nhá. Hẹn có clip theo nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, con này nó có đèn khử khuẩn con này. Đây này, này nó có đèn khử khuẩn này, đèn kinh tế cực tí của khuẩn này con này. Đây này. Đấy, làm đây nhá. Đã 2 triệu không bảo hành, bác sẽ ok. Bác nhá, cảm ơn bác rất nhiều. Chào các bác.